cả nhà yêu của Út nha. Chào gia đình yêu thương của Út một buổi chiều mát mẻ nha, gia đình ruột thịt của Út nha. Nói gia đình ruột, cả nhà nói Út nói tiếng ruột thấy ghê Út ơi. Út nói bình thường đi Út nói được không? Cái gì ruột ruột thấy ghê nè, để chuẩn bị nè. Chuẩn bị có trái nữa là đã, thấy nè, quá là trái nè. Bông còn hà luôn nè, đã, thấy không đã. Xung quanh Út làm hương đồng cõi nội quê mà, tôi nhà quê mà đã. Tôi trước về nói Út á, mày nhà quê mày biết gì mày lên đây nói. Ở nhà quê đó, nhà quê đi trời, ở quê không có quê sao có lúa ăn. Ở quê vậy chứ đất nhiều lắm. Quê quê chứ đất nhiều lắm đúng không? Đã. Trời ơi, tin động trời cả nhà. Tin chấn động rồi. Tin chấn động rồi, không xong rồi. Chú Bảy quay xe rồi. À. Chú vợ chồng Bảy Bảy xèo xèo quay xe với mẹ con ghe rồi, trời ơi, thấy ngắm tình hình không xong rồi, ngắm tình hình không ổn, quay xe mẹ và con đó nói trời thánh thần ơi. Chú Bảy nói là chú Bảy hứa từ nay chú Bảy buông bỏ tất cả, không sân si với ai nữa, sẽ bán cơm mà sẽ bán cơm mà sống cuộc sống lương thiện, trời ơi. Hồi đó chú Bảy nói câu là chú Bảy sẽ buông bỏ tất cả. Tôi nhớ có cái câu nói này nè, nhiều lúc suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả nhưng mà nhớ là mình có nắm quần què ra mà buông. Đã đúng không cả nhà? Nhạc mỗi sáng giờ. À. Chú Bảy chú nói là chú Bảy là từ nay chú Bảy buông bỏ tất cả. Cho tôi hỏi chú Bảy câu nha chú Bảy, cho con hỏi chú Bảy. Chú Bảy có nắm gì đâu mà buông chú Bảy. Nhà cửa không có, danh lợi không có, tài sản không có, cái đức không có, cái nghề không có, sức khỏe không có, tuổi trẻ không có. Rồi sắp kế ra đường ở luôn, bây giờ chú Bảy nói chú Bảy buông rồi, chú Bảy buông gì chú Bảy? Phải như người ta nắm á, người ta buông. Còn chú Bảy có nắm cái quần què gì đâu mà buông. Nhiều lúc chú Bảy muốn buông bỏ tất cả mà suy nghĩ là chú Bảy sao có nắm buông què đâu mà buông. Trời ơi, chú Bảy nói trời ơi, từ nay là không sân si với cộng đồng mạng nữa. Sân si đi, có ai mà kêu chú Bảy không sân si đâu. Cứ sân si, hả, càng ngày càng sân si, mốt mình ra đường ở, người ta càng hả hê, người ta càng thấy đã cái nương, người ta nói vừa cái lòng, người ta vừa cái bụng ta, ủa hết chịu nổi vậy hả, biết chuẩn bị thua hả, biết chuẩn bị bại trận, nên giới cứu chót hả, nên buông bỏ, không sân si bán cơm đâu có được, bao nhiêu chuyện gây ra là phải ủ tờ chứ, phải ủ tờ chứ sao mà chơi đã và cái không lỡ người ta, cái nói thôi buông bỏ, không sân si, từ nay bán cơm, sống cuộc sống lương thiện, vậy là có nghĩa là, từ trước giờ chú Bảy không có lương thiện. Vậy là chú Bảy nói là chú Bảy sống cuộc đời là đàng hoàng lắm. Vậy có nghĩa là từ hồi xưa giờ chú Bảy không có đàng hoàng. Chú Bảy không là giống người, giống thứ yêu thứ gì đâu không. Chú Bảy nói là từ nay chú Bảy sẽ sống nên người. Ủa, sáu mấy tuổi mà chưa lên người nữa hả? Sáu mấy tuổi mà chưa lên người nữa hả? Trời ơi, từ nay chú Bảy sẽ học cách sống làm người cho nó lương thiện. Vậy từ trước giờ chú Bảy sống với loài gì, không phải loài người, loài gì để loài yêu, loài gì, quỷ, yêu khí gì đâu. Chứ phải loài người. Bây giờ chú Bảy nói từ nay chú Bảy sẽ lương thiện là học cách sống tốt. Vậy giờ chú Bảy từ xưa giờ không có sống tốt. Sống chướng khí, chướng mùa không? Bây giờ về chiều rồi, giờ về già rồi. Hồi trẻ sờ sung mãn, không chịu phấn đấu làm ăn, không cố gắng làm ăn. Giờ già bệnh rồi. Hết khí rồi, cái đi không nổi, thở không nổi, mà kia nói từ nay buông bỏ hết, dáng cố gắng làm ăn, thánh thần ơi. Ta còn trẻ có sức khỏe, ta còn làm ăn, cố gắng làm ăn, còn trẻ lo đi ăn chơi phá cờ bạc đề đốm nợ nần. Giờ về chiều rồi, sắp hết hạn sử dụng rồi, sắp ngủm của tẩu rồi, cái giờ nói dáng cố gắng làm ăn, từ nay buông bỏ không sân si nữa, có nắm què đâu buông. Chú Bảy nói lại đây, cô chú Bảy có nắm gì đâu buông. Chú Bảy kỳ này bán cơm nha, bán cơm văn phòng. Sao không dành nhà nó đi buôn chi vậy? Dành hết nổi hả? Tình hình nó không ổn rồi hả? Ủa dành dữ lắm mà. Dành thì nói là chúng ta đã bây giờ định chuột thịt, chúng ta sẽ lấy lại những gì chúng ta đã mất, hay chúng ta mất luôn quần què những gì đã có đó. Sao không dành nó đi mà nói từ nay là buông bỏ, không dành già dành cửa nữa. Ủa nhắm tình hình không ổn mà. Không xong người đại dương ơi, là bỏ cổ ra chạy lên người trước hả? Để mẹ con ve ôm cái mớ hỗn độn mà đâu có ve mà nó trước khi nó xuống giật nó lôi vợ chồng Bảy Bảy xuống luôn chứ không để vợ chồng Bảy Bảy ngồi đó nhỡn nhơ đâu, đúng Bảy Bảy thánh thần thiên địa ơi. Tối nay tôi nghe chú Bảy nói là buông bỏ hết, từ nay không xong xuyên hết hồn. Giật bắn mình luôn, tôi đang ngủ giật mình luôn. Hả? Cái gì? Chú Bảy buông bỏ hả? Ủa, tôi nhớ chú Bảy đâu có nắm quần què đâu buông cậu. Ủa, chú Bảy không sân si đâu hả? Chú Bảy học cách làm người hả? Hả? Vậy là bấy lâu nay chú Bảy không phải con người hả? Trời ơi, bây giờ sáu mấy tuổi mà mới bắt đầu học trưởng thành, chừng nào chú Bảy mới thành người. Trời trời, cái người này làm cái giết ngày mắc cười đó nha.
làm càng ngày càng thấy mắc cỡ dùm, cảm thấy mắc cỡ dùm cái nhà. 60 mấy tuổi rồi mà bây giờ nói là sẽ trưởng thành hơn, chừng nào mới trưởng thành? Vậy chừng nào vô trong cái hộp mà vuông vuông á, có bốn vách dán đóng lợi là mới trưởng thành hả? Lúc trước ngày nó ve cũng nói nữa, ve là sẽ học cách trưởng thành, giờ 6 học cách trưởng thành, trời ơi, giờ này mới trưởng thành rồi mà 7 màu cũng nói, 7 màu nói sau này sẽ trưởng thành hơn, trời ơi, giờ này già như cái cà mà bệnh này gần đi, giờ mới chưa trưởng thành, giờ 7 cha kịch bản luôn, từ nay bỏ hết luôn, không có giành được với ai, giành có được đâu giành, giành có được đâu giành có lợi đâu giành, hả? Chứ mà giành lợi giành được là hôm nay chú Bảy đè đầu con ta rồi, chú Bảy bóp cổ con ta rồi, chú Bảy giành rồi, chứ cái nết cái nư của chú Bảy không có vừa đâu, cái mỏ hai chồng không có vừa đâu, hổn già chứ hổn quỷ, già chứ hổn đâu quỷ, đi không nổi thở không nổi chứ đầu ù người ta, còn xèo cái thì tối ngày tưởng tượng vợ chồng Hồng Loan làm cái ấy làm cái kia đã đỡ thèm. Nay thấy đạo diễn lại cà bè chừng mất vợ chú Bảy. Ồ, thấy đạo diễn cái mặt gian gian, đạo diễn cái mặt gian chết bà nội luôn, chừng mất vợ chú Bảy. Trời ơi, thấy cả đó chứ, ôi xin lỗi nha chị, xin lỗi nha, hổm thì không biết chửi quá trời, xin lỗi được chưa, trời ơi, ngục gì đâu, đàn ông đàn ơi gì mà lỡ ngồi cúm núm rồi xin lỗi, trời quỷ thần ơi, chúng nó chắc teo lỡ hai cái hòn bi chạy đâu, không biết có hồn để teo nữa, thánh thần ơi. Trời, thằng ngọng mình qua nó hát với mẹ đó, với xèo cái, không biết ăn ở làm sao đó nha, không biết nguyên cái tập đoàn mà đọc sở hữu ăn ở làm sao không biết nha. Viết mà không có bạn diễn, không có ai dám hát chung, mà không có ai dám diễn chung luôn. Em Ngọng á thì hát với xèo cái thì hát với con mình. Mà sẽ sáu thẹp á, sáu bùa thì hát với ve. Ve thì hát với con mình. Trời ơi, thánh thần ơi, vòng vòng nhà vũ hát là đỡ buồn, chứ giờ đâu ai dám diễn, đâu ai dám hợp tác làm ăn. Ông Đàm Vĩnh Hưng mới đứng nè, chụp hình cái mai té gãy giò. Bây giờ ai dám hợp tác với mẹ con nhà Cám. Ta nói ta lên nó hát, Ngọng lên hát này. Vời chém 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 người sao đê. Trời ơi, mày hát mà làm ơn mày đừng có đãi người ta đấy. Tao đâu coi miệng mày đãi tao mệt quá trời. Ông nội ơi, vậy mà nói truyền nhân của cậu á, cậu ai không? Cậu Ba Lục Bình đó, cậu nào? Cánh thần ơi, đứng cái túi này nè. Trời ơi, y như còng gió mà. Em Ngọng mà đang diễn chắc có cơn gió nam gió bắc đi qua thổi cái mất tiêu. Thì nay Linh Tý cũng viết một bài để mà khịa em Ngọng cái nhà. Sau khi xem show Siết Khỉ thì nhận ra quả đúng là truyền nhân, mà nên đổi tên cho nó gần là Vũ Canh. Vũ Canh truyền nhân Vũ Canh cái nhà. Trời ơi, má ơi, truyền nhân Vũ Linh là thánh thần ông Vũ Linh ổng khí thế hả? Đã quay mấy đứa bé đi ngang cái nhà. Ông Vũ Linh nó khí thế ổng mà ngất trời cách đất luôn. Mà cái thằng này đứng như là đứng giống như là mà chưa vô thuốc, kiểu như là chưa vô thuốc á, gió đi ngang chắc bọc nó đi luôn á, và cào nhảy tưng quay. Còn mẹ đóng vai quý phi, đóng vai thiếp của con. Trời ơi, mắt nha. Ôi, vậy mấy má mấy cha cũng mua vé đi coi hay. Công nhận tôi thấy hay cái nhà. Trời chết cha. Kỳ này chú Bảy quay xe với gia mẹ con nhà Sáu sao cả nhà. Trời ơi, chú Bảy quay xe chú Bảy thấy tình hình ổn rồi. Tình hình không xong rồi, trời ơi, còn có mấy ngày nữa chết cha rồi. Và chữ ký đâu, trời ơi, cô Kiên đâu không về, anh sạc pin cũng đâu không về, thấy bà rồi giờ sao giờ trời. Sáu chân vô nước biển vô oxy liên tục hả Sáu? Sáu khỏe không Sáu? Hôm nay không biết Sáu khỏe hay không, ve khỏe hay không vậy ve. Trời ơi, anh thấy ổn không? Không ổn thì thôi nha, ổn vô bệnh viện nằm chứ đừng ở nhà nha. Ở nhà có chuyện gì đừng đổ thừa tôi chùa quẻ, tôi không có chùa quẻ mà, tôi nói vậy thôi, tôi thương tôi hỏi thăm sức khỏe thôi chứ tôi có nói vậy nha. Chú Bảy nói là chú Bảy từ nay làm người tốt đó, tại vì mấy lâu nay không có làm người tốt, làm quỷ làm yêu chứ không phải làm người. Từ nay làm người tốt nha, từ nay học cách sống làm người nha, từ nay là trưởng thành luôn đó. Trời ơi, còn nói về chị Mì Cai cái nha, nói chị Mì Cai, thánh thần chị Mì Cai cái nha, ra ghi hình shipper giao hàng quá trời luôn. Giờ nhắc tới chị Mì Cai ha, chị Mì Cai khôn lắm. Trời ơi, chị Mì Cai mà nghe cái mùi tiền á, nghe cái mùi tiền ở đâu á, nghe cái mùi thơm của tiền ở đâu là chị Mì Cai là hổn thức liền. Chị Mì Cai hứa 5 lần 7 lượt 800 lần 900 lần gì đó là không bao giờ thay tham gia cái drama này nữa. Nhưng mà biết sao, cái mùi tiền nó thơm quá
Kỳ Mì Cai từng nói đi là lưu linh lưu địa, không nhà không cửa, đại gia cái nịch, à, đại gia pha ke, đã à, mà giờ Kỳ Mì Cai nghe đâu mà tin đồn, tin mà giang hồ thứ ăn xứ ăn nam mới đồn, Ni mới mua à, nhà 20 mấy tuổi cho em trai của Nguyên Ni là Nguyên á, ủa cũng tên Nguyên cả nhà, đã à, bán đôi bún đậu mắm tôm, đã cái chị Mì Cai nghe cái mùi tiền đó, mùi tiền thơm lắm, cái mùi tiền ở đâu cũng nghe được thôi. Ồ, nghe một tiếng hôm gì đâu đã cái chị Mì Cai à, nhảy vô cái drama đòi à, cá cược với đi à, là một tỏi à, để mà à, nếu Hồng Loan thua thắng thì thua một tỏi. Nó nghe là chị Mì Cai chị ngu mình chị thôi chứ chị đâu có kêu người ta ngu theo chị đúng không à, chị sung mình chị thôi chị đâu có kêu người ta sung mình như theo chị đúng không à, chị vô chị gài hả gài cá cược lại để phạm pháp hả à, rồi liệu mà giờ cá cược xong rồi liệu liệu mà thắng nó chị có chung không ừ, chị có chung không à, hai giống hay là đi theo vết xe đổ hay đạp à, đạp cước của anh đạo diễn 10 ngón tay hay là đạp cước của chị à, mặt trời cũ với thám tử à, à, thua thì ăn ừ, thua chơi cái gì thắng thì ăn thua thì bỏ thua thì chạy thắng làm vua thua làm cần hó hả hả chị Mì Cai trời ơi chị cá cỡ chị chứ tự nhiên ai mà ở rảnh đâu cá rảnh hán đâu cái hán rảnh đi du lịch chơi để bán hàng cái hán đòi ngồi bán hàng cái hán để ngồi livestream đồ kiếm tiền chứ không có rảnh đâu đi cá cược với người hai mang hai mặt với người mà một cái bông hậu mà không da bông gì bông cứt lợn bông cứt gì đâu không chứ mà bông hậu đã giờ tự nhiên cái à, từ nay không bao giờ tham gia drama lần cuối cùng trời ơi tôi nói rồi trong cuộc đời chị là không bao giờ có chữ cuối cùng ừ. Trong cuộc đời chị là không bao giờ chỉ có chữ cuối cùng à, nếu mà cái drama này còn thơm quá làm sao cuối cùng được chị chừng nào mà chị ủ tờ mới là ngày cuối cùng còn thôi thứ hai là chị ngẫm của tỏi là ngày cuối cùng của chị chứ còn tôi thấy là không có ngày nào ngày cuối cùng của chị trời ơi thấy thơm nghe đi mua nhà mấy chục tỏi thấy thơm nhảy vô tính lấy tỏi ăn hả trời ơi dễ ăn cũng ngoại lắm dễ ăn cũng ngoại lắm nhảy vô đây ăn tôi lấy lời của mẹ Sáu nha lấy lời cô Sáu tính gỡ ghẻ đúng không tính gỡ ghẻ cái tiền mà đưa cho mẹ con nhà Sáu rút đơn tính gỡ ghẻ lợi à, cá với đi ông trời ơi ai rảnh ai thèm đếm xỉa tới bắn mặt mình đặt vô cá kêu Má Tư kêu Linh Tý kêu Ni anh Sa trò anh Nguyên Vũ nữa cái tầm cái mặt của cá bảy màu tầm cái mặt của chị Mì Cai làm cho mà sách dép anh Nguyên Vũ còn chưa cho nữa đó à. À, chị Mì Cai khôn lắm chị Mì Cai khôn mà khôn liền á nè khôn liền á chị cái trí khôn của chị là chị điều khiển chồng con chị thôi trí khôn của chị là để dành chơi mấy bọn quay xe thôi chứ trí khôn của chị không có cỡ nào tại vì lúc trước ta tưởng là chị tốt vô bảo vệ con mớm nên người ta ủng hộ chị chứ cỡ chị Ni bóp mũi cái một phút 30 giây là Ni bóp mũi chị nghẹt thở đi luôn nếu mà bệnh hoạn mình ăn y vậy á Ni mà hét một cái hả không xanh mặt thôi Ni tại vì Ni nể người này kia và à, trọng tâm là cái drama này để cho đại cuộc chứ cỡ như chị bảy màu á đối với Ni ở ngoài ha là 1 phút 30 giây là đi liền tiễn dâm liền chứ đừng có nói mà xạo à, vô đây mà múa mát quay cùng chửi con ta cái nịch đại gia pha ke không nhà không cửa bởi tôi nói rồi Ni nhiều nhà lắm trời ơi quá trời nhà biết ở nhà nào bây giờ đi vòng vòng chơi cho nó vui chứ giờ sao giờ ví dụ tôi có căn nhà tôi khoái căn nhà tôi ở hoài còn đi nhiều nhà quá giờ ở nhà này nhà kia nó giận nhà nọ nó giận kia đi vòng vòng ngoài đường chơi cho đã đại gia pha ke mà có tiền mua nhà mấy chục tỷ cho thánh thần ơi đại gia pha ke mà có tiền đi du lịch nước này nước kia bay với con chim công nhận mà đi ngổ ha đi bay với con chim bởi vì từ ngày gặp Ni giờ thám tử bỏ cái nghề chi vết chi tìm dấu vết luôn tại vì chưa mới thấy Ni đó chưa tìm kịp à, múa mai múa võ quay cù cho cộng đồng bạn coi chưa có kịp chi tìm dấu vết thì cái đi nhảy chỗ khác đâu ở bay với con chim bởi vì từ ngày gặp mà Ni giờ thám tử bỏ luôn cái nghề mà chi tìm dấu vết trời ơi thấy người ta đi Thái Lan thám tử nó cũng chở cái mỏ lơ vô thấy người ta đi Thái Lan chơi du lịch vui vẻ cái nói người ta đi xạo trời ơi nhìn thấy quay không cả đời mình thèm đi cũng chưa có đi được thám tử cả đời thám tử chỉ vòng vòng trong mấy cái ngã ba của đàn bà thôi chứ không đi đâu vòng vòng để kiếm ngã ba nào được cái hại ta kiếm ngã ba nào được cái nhà vô kiếm ăn chứ không có làm gì người ta đúng không thám tử cầu thánh thần ôi trời ơi nói đi xạo đâu xạo chụp hình quá trời xạo trời ơi vui vẻ quá trời vậy xạo đâu xạo mày sao hai vậy thám tử ơi tánh kỳ cũng tánh vậy hai đố kỵ sân si tánh vậy hay thấy người ta được cái ganh tị tánh vậy bỏ mốt mà ủ tờ về bỏ nhau không ủ tờ về nhớ làm lại từ đầu bỏ mấy tánh hay không chứ mới làm người thôi ủ tờ nữa đó trời ơi trông đi hằng về quá trời về tống rồi thám tử mới đơn cầm cái họng đợi dán cái mỏ giống như là giống như dán như lá bùa bắt quái mà dán vậy đó dán vậy đó cho dính tự vậy nè dán cái mỏ vậy nè cái ngậm cái mỏ luôn có ngậm
Trời ơi, tôi đợi bà Hằng về dập vô ha, Tỉnh Thất Bồng Bềnh dập vô ha, trời ơi, bên Hồng Loan dập vô ha, trời ơi, nó đang còn thụ lý án nữa, án chưa có xóa án tích, là nếu mà có án khác là án chồng án luôn, trời ơi, nó bay thẳng ra vũ trụ luôn, bay thẳng vũ trụ hay xuống dưới lòng đất luôn cho nó vừa cái đời đó. Rồi thứ đàn ông có ai ăn nói đi hại đàn bà là không có kết cục tốt đẹp, không có kết cục tốt đẹp, tại đàn bà phụ nữ là được ưu tiên, được phải cần bảo vệ, mà này nó lừa đàn đàn bà phụ nữ nó ăn không. Ôi, nó ui trời, mụ chết, hơi vô cái nhà mụ chết nha.